Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Và thưa quý vị, trước khi cùng tìm hiểu về chủ đề ngày hôm nay, cùng Nghĩa có vài câu thơ vui muốn gửi đến quý vị khán giả thế này. Ngày xưa như sắt như đồng, như đinh đóng cột, như rồng phun mưa, bây giờ như cải muối dưa, 10 thang minh mạng vẫn chưa ngẩng đầu. Đó là vài câu thơ vui để chúng ta có thể gợi mở chủ đề ngày hôm nay, đó là về suy giảm chức năng sinh lý ở độ tuổi trung niên. Thưa quý vị khán giả, nguyên nhân nào gây ra suy giảm sinh lý đàn ông ở tuổi trung niên? Những biểu hiện ra sao và có cách nào để khắc phục tình trạng yếu sinh lý hay không? Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đồng hành với Sống Khỏe cùng IDC Life. Và vị khách mời ngày hôm nay đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu để có thêm những kiến thức bổ ích dành cho mình. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào sĩ Công Nghĩa, chào quý vị khán giả trên truyền hình. Thưa bác sĩ Tô Hiệu, Công Nghĩa thấy rằng là nam giới khi bước vào độ tuổi từ khoảng 40 cho tới 50 tuổi thôi thì thường được gọi là trong độ tuổi suy giảm chức năng sinh lý nam giới. Tại sao lại xảy ra tình trạng này thưa bác sĩ? Mãn trung nam là một thuật ngữ để chỉ tình trạng suy giảm cái lượng hormone sinh dục nam, lượng testosterone trong máu. Khi mà cái lượng này nó suy giảm thì sẽ làm giảm cái khả năng tình dục, rối loạn cương dương, giảm quá trình sinh tinh và ảnh hưởng rất lớn đến thể chất, sức khỏe thể chất, về tinh thần và cũng như là sức khỏe về tình dục. Và cái lượng hormone này thì giảm trung bình 1% một năm từ khi bước vào tuổi 30. Vâng, thưa bác sĩ, bên cạnh về suy giảm chức năng sinh lý, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái biểu hiện khác từ phía nam giới ở độ tuổi từ 40 trở đi thôi, như là xuất tinh sớm, như là rối loạn cương dương, vân vân. Bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn những biểu hiện này của nam giới khi mà chúng ta đang bước vào độ tuổi là suy giảm chức năng sinh lý được không ạ? Chúng ta biết rằng là hormone sinh dục nam, lượng testosterone thì được sản sinh chủ yếu ở tinh hoàn, và tinh hoàn của nam giới thì bắt đầu giảm sản sinh lượng hormone bắt đầu từ năm 30 tuổi. Và khi đến 40 tuổi thì cái lượng hormone này bị giảm thấp đến mức mà có thể biểu hiện thành các triệu chứng lâm sàng. Và khi đến 50 tuổi thì cái lượng hormone này chỉ còn khoảng độ 50-60% so với bình thường. Và tùy theo cái mức độ sụt giảm lượng hormone trong máu mà có thể biểu hiện các biểu hiện bệnh lý tình trạng khác nhau, như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, rồi giảm số lượng chất lượng tinh trùng, thậm chí là có thể bất lực và vô sinh. Đàn ông của thời đại 4.0, thưa bác sĩ Tô Hiệu, chúng ta phải tiếp xúc cũng như là dung nạp rất là nhiều những chất kích thích vào cơ thể vì công việc, đúng không ạ? Bác sĩ có thể phân tích những cái tác hại của những cái chất kích thích đó đối với sức khỏe của nam giới, đặc biệt là đối với đàn ông ở độ tuổi từ khoảng 40 đến 50 tuổi. Nếu như mà chúng ta dùng nhiều chất kích thích như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý như thế nào? Thời đại 4.0 thì con người thường phải chịu tác động làm việc trong những môi trường căng thẳng, áp lực và chịu ảnh hưởng nhiều của hoàn cảnh môi trường xung quanh và những cái thói quen hàng ngày có hại như là hút thuốc lá và các chất kích thích. Về việc hút thuốc lá thì trong thuốc lá có nicotine và rất là nhiều chất có hại. Những chất này có thể làm ảnh hưởng đến mạch máu, động mạch thể hang, dẫn đến xơ hóa. Và chính cái hiện tượng xơ hóa này thì sẽ làm cái giảm lượng máu tới dương vật. Vì vậy đó là cũng là một cái nguyên nhân có thể gây hoán dục sớm ở nam giới. Ngoài ra thì còn có hiện tượng là lạm dụng rượu bia. Rượu bia thì có ảnh hưởng xấu trên não bộ. Nhiều trường hợp là uống rượu nhiều, người ta đi chụp cắt lớp thì phát hiện là có tình trạng teo não sớm. Vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chụp
dưới đồi, tuyến yên và tinh hoàn. Đây là một cái trục điều khiển quá trình điều tiết và bài tiết của testosterone, hormone sinh dục nam, và cái lượng cồn có thể làm giảm trực tiếp cái việc sản xuất testosterone. Vì vậy là rượu bia và chất có cồn rất là tác hại. Và thứ ba nữa là cà phê thì nó cũng có hai mặt, vừa có lợi vừa có hại. Khi mà chúng ta dùng với cái lượng vừa phải thích hợp thì nó lại có tác dụng tích cực như là giảm căng thẳng, chống mệt mỏi, mất ngủ. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng lạm dụng quá nhiều thì chính cà phê này thì sẽ làm cho cái tuyến thượng thận có tăng cường hoạt động, gây căng thẳng, dẫn đến ảnh hưởng đến quá trình mãn dục nam. Có một thực tế rằng là nam giới khi mắc yếu sinh lý, đúng không ạ, hoặc là bước vào cái giai đoạn là suy giảm chức năng sinh lý thì thường khá là mặc cảm, tự ti, và đôi khi là nhắc đến chuyện ấy với vợ sẽ cảm thấy cáu gắt và dường như không sẵn sàng. Bác sĩ thì có lời khuyên nào đối với cả đấng mày râu trong hoàn cảnh này? Và thưa bác sĩ, chúng ta có thêm những cái sản phẩm nào để có thể sử dụng, đặc biệt là đối với nam giới độ tuổi từ 40 đến khoảng 50 tuổi, tức là độ tuổi khi mà chúng ta bước vào giai đoạn suy giảm chức năng sinh lý, để có thể giúp cho nam giới tăng cường bản lĩnh đàn ông, bổ thận tráng dương và khiến cho đối tác của mình cảm thấy hài lòng, thưa bác sĩ? Cái tình trạng nam giới mắc tình trạng mãn dục nam gây yếu sinh lý thì gây hệ lụy rất là lớn đến hôn nhân hạnh phúc của các cặp đôi. Vì vậy là trong đời sống hàng ngày thì chúng ta nên, nam giới nên tạo cái không khí thoải mái và có sự chia sẻ qua lại giữa hai vợ chồng lẫn nhau. Thứ hai nữa là cần phải tăng cường bổ sung dinh dưỡng, ăn nhiều các loại chất có nhiều axit béo omega 3 như là các loại cá biển, cá ngừ chẳng hạn. Ngoài ra thì ăn nhiều rau xanh, đặc biệt là có thể ăn nhiều cà chua, vì trong cà chua thì có rất là nhiều chất và có tác dụng tốt cho cái giúp hỗ trợ điều trị cái bệnh tiền liệt tuyến. Mà nam giới từ 40 tuổi trở đi thì sẽ có biểu hiện, bắt đầu có biểu hiện của cái bệnh lý tiền liệt tuyến. Thứ tiếp nữa là rất quan trọng và cũng là rất là dễ để chúng ta thực hiện, đó là thường xuyên tập thể dục thể thao, đặc biệt là những cái môn thể dục tốt cho cái vùng các cơ, vùng chậu, giống như các bài tập Kegel hoặc là một số môn như là bơi, làm săn chắc cơ bắp, giúp cho tăng cường sức khỏe và cải thiện được cái tình trạng hạn chế tình trạng mãn dục nam. Hiện tại thị trường thì có rất nhiều sản phẩm, nhưng mà các loại thuốc Tây y thì nó thường là tác dụng nhanh ngắn và không được lâu dài. Vì vậy là chúng ta có thể tham khảo dụng các loại sản phẩm của Đông y, có tác dụng từ từ và tác dụng từ sâu bên trong và theo cơ chế riêng của Đông y. Nhưng mà chúng ta nên chọn các sản phẩm mà có uy tín, được cấp phép của Bộ Y tế sản xuất. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng hơn. Ví dụ như là tôi thấy hiện tại thị trường vừa xuất hiện một sản phẩm mới có tên là Viking Man, được sản xuất tại công ty Medista Việt Nam. Chúng ta có thể tham khảo. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích và chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như những người thân trong gia đình của mình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi đến số hotline 0854-400-102 hoặc có thể gửi câu hỏi đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.